Chào các bạn kênh xem cách 24 giờ. Series 110 độ bánh bèo gây ấn tượng mạnh của Baker Việt. Và chiếc Series độ dưới đây của Baker trong nước đã có màn lột xét nhẹ nhàng đầy ấn tượng cho người xem bởi cái sự hài hòa trong bộ cánh kết hợp cùng vài món đồ chơi kiển làm cho chiếc xe trở nên cứng cáp hơn. Series 110 độ bánh bèo gây ấn tượng mạnh. Series là dòng xe số thông không còn lạ gì với những người tiêu dùng Việt Nam. Thiết kế không khá ấn tượng lắm, nhưng bù lại, động cơ là bền bỉ, mạnh mẽ và được dùng để làm những phương tiện đại là chính. Tuy nhiên, cái dòng Series này vẫn được nhiều biker chú ý đến và lựa chọn làm cho con chiến mã của mình phát triển đam mê độ chế với những bản độ cực kỳ đẹp, đầy sang trọng, phong cách khác nhau. Và có thấy phần đầu thì nhẹ nhàng với cụm tăng tốc độ chơi giúp xe gia tốc nhanh hơn. Cái nắp dầu thắng CNC sắc vàng cực đẹp. Đồng hồ điện tử với cái nền LCD hiển thị nhiều chức năng hữu ích. Phía xa mờ ảo với đồng hồ mini CNC. Dàn chân thì mỏng manh không kém phần cứng cáp với cái đèn bonsai được phối hai màu cực đẹp cùng với cam đen chân vàng. Cái đĩa gaffer được tạo điểm nhấn với lồng vàng để nó bật. Trợ lực sườn với tác dụng chính là giữ vững tay lái ngồi độ cao cũng như tăng thêm độ kiển cho xe. Dàn chân được gia cố lại cứng cáp thẩm mỹ với gắp nhôm DBS giảm sốc đồ chơi cho độ nhốn êm ái hơn. Cái sự phá cách ở hệ thống phanh sau được quan sát rõ ràng nhất với càng thắng cùng với đổ thắng của Thái Lan được quay ngược lên trên. Ống xả nguyên thủy trở nên sang trọng hơn, Apple Spark Nano. Góc ảnh tổng thể của chiếc Series 110 độ bánh béo đã gây ấn tượng mạnh của Baker Kiên Giang khi chụp tại công viên Bảo Hoàng. Và chiếc xe đang đổi chén cùng vài người anh em ruột của mình. Exciter độ độc đáo với dàn chân một gấp kinh điển. Chủ nhân của Exciter này đã hướng tới cái bản độ một gấp độc đáo hầm hố cho chiếc xe với một dàn chân một gấp to lớn, thiết kế là khá độc đáo, làm cho chiếc xe trở nên khác lạ, thẩm mỹ hơn rất nhiều. Và phiên bản Exciter này được chủ xe chì bằng tay với một vài món đồ chơi đáng giá như dàn áo phong cách tem đấu được chủ xe hướng tới là màu trắng đen trên cái nền xanh CB kết hợp cùng với cái ta thắng CNC, gù dẹp CNC. Dàn chân trước xe đậu, vỏ phục chích tì, đĩa gaffer, kết hợp hài hòa cùng với mâm ISO, nắp lọc nhớt Race Boy. Dễ dàng nhận ra cái sự khác biệt ở phần dàn chân sau với các chân Raider, bình dầu Rizuma. Dàn chân sau được nâng cấp với một gấp được chế là khá là mắt và độc lạ với hình dáng ống mắt cáo khá cứng cáp, cùng với một số ốc chuyển dây dầu Morin trên bàn vân. Cảm ơn bạn hãy giúp này là chi tiết, nhớ like, subscribe.